Chỉ cần lên Google và search từ khóa liên quan tới phim về thời trang, bạn sẽ có ngay rất nhiều danh sách tác phẩm mà đứng đầu luôn là The Devil Wears Prada. Xuất hiện vào năm 2006, tác phẩm đã tạo nên một cơn sốt cho giới mộ điệu khi hội tụ được dàn diễn viên thực lực, hình ảnh đẹp mắt, sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu thời trang đẳng cấp, cùng một kịch bản đem tới nhiều thông điệp về hành trình nỗ lực vươn lên những cám dỗ của cuộc đời và tìm kiếm giá trị bản thân mình. Andy Sachs, cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mong muốn trở thành một cây bút chính luận, có cơ hội nhận được một vị trí công việc mà hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu cô gái trẻ khao khát, trở thành trợ lý cho người quyền lực hàng đầu trong lĩnh vực thời trang, tổng biên tập tạp chí Runway Miranda Priestly. Điều thú vị là Andy có chỉ số quan tâm đến thời trang bằng không, luôn mặc những bộ quần áo đơn giản đến mức xuê xòa, thậm chí có phần coi thường sự hào nhoáng phù phiếm của ngành công nghiệp có sức hút khủng khiếp này. Runway is a fashion magazine, so an interest in fashion is crucial. Cô nghĩ mình chỉ làm tạm công việc này một thời gian để có thêm kinh nghiệm và có tiền trang trải cuộc sống, mà không hề biết rằng trải nghiệm này sẽ đem tới cho bản thân những bài học đắt giá đầu tiên trong đời. Andy sẽ ra sao khi bước chân vào thế giới ấy, hoặc đắm chìm bản thân trong vẻ đẹp xa hoa của những bộ cánh đắt tiền lấp lánh, cố gắng để leo lên những vị trí cao đầy quyền lực, hoặc lùi bước và tránh xa những gì không thuộc về mình để giữ gìn bản ngã. Hành trình nỗ lực vì công việc của Andy đã đem tới những lát cắt thực tế về sự lăn lộn của người trẻ trong xã hội để kiếm tìm sự công nhận, đồng thời đem đến nhiều suy ngẫm về giá trị của mỗi người khi đứng trước những lựa chọn. Liệu đối diện với những điều hấp dẫn như quyền lực, tiền tài, sự nổi tiếng, ta có chấp nhận đánh đổi hạnh phúc riêng tư của chính mình? Ta có sẵn sàng thay đổi bản thân thành một phiên bản khác không còn là mình nữa? Video sẽ phần nào đem đến câu trả lời từ góc nhìn của cá nhân mình. Đây đồng thời cũng là một tác phẩm khá thú vị về tâm lý của phụ nữ. Và các bạn biết không, phụ nữ không hề khó chịu những cánh đàn ông vẫn nghĩ đâu nha. Để tâm chính là để hiểu đó. Này các bạn, vấn đề nghiêm trọng quá rồi đấy. Tôi đã thử đi khảo sát vòng vòng, kết quả thì... Wait a minute. Chết thật. Còn có mấy ngày nữa thôi là 20 tháng 10 rồi. Ai nghĩ ra rồi, bây giờ nhanh nhất là chỉ có dùng gót ít thôi. Có nghĩa là cái gì? Là anh dùng gót ít đi à? Đây nhá, mình chỉ cần chọn trong kho quà tặng từ hơn 200 thương hiệu, từ trà sữa, mỹ phẩm, quần áo hay thậm chí là đổ xăng cũng có luôn. Hoặc là chọn thẻ quà tặng đa năng để chị em tự đi shopping theo ý mình cũng được. Không cần tải app mà dùng qua app rồi cũng được á? Thì ông vào mùng 20 xem nào. Máu thiết kế thiệp với cả lời chúc cho nó đẹp một tí đi. Xong. Thấy chưa? Phụ nữ không khó chịu, quan tâm là để hiểu mà. Hoàn cảnh của Andy ở phần mở đầu tác phẩm có lẽ cũng là câu chuyện chung của nhiều người trẻ ở những bước đầu tiên chật vật kiếm tìm cơ hội giữa cuộc đời. Vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm chưa có, mối quan hệ bằng không, không có bệ đỡ và không có người hỗ trợ. Chúng ta nỗ lực chạy khắp nơi để tìm cho mình một công việc nào đó. Dù trong đầu mỗi người hẳn đều có hình dung về một công việc mơ ước lý tưởng, nhưng trừ trường hợp bạn quá may mắn, còn đa phần người trẻ đều sẽ làm rất nhiều các công việc không liên quan trước khi thực sự làm được điều mình muốn. Vì trước khi thực sự sống, ta vẫn phải tồn tại. Hành trình này thật ra không hề xấu, bởi vì mình tin rằng mọi trải nghiệm đều có ý nghĩa riêng. Khi làm các việc khác nhau, bạn sẽ được mở rộng lăng kính của mình về thế giới, hoàn thiện các kỹ năng mềm và có thêm cho mình sự cứng cáp sau những lần lăn xả. Andy cũng vậy, dù lúc đầu không hề háo hức với công việc này và từng có ý định từ bỏ dễ dàng vì thấy bản thân thật lạc lõng, nhưng cô gái trẻ cuối cùng vẫn nỗ lực hết sức để trụ vững trong công việc. Chỉ cần làm ở đây một năm, Andy có thể xin việc ở bất kỳ tạp chí nào. Nhưng đương nhiên điều đó không hề đơn giản. Nghe chức danh trợ lý cho tổng biên tập tạp chí hàng đầu về thời trang, có lẽ ta đã phần nào hình dung được sức ép công việc rất lớn mà Andy và những cô gái ở vị trí này phải đối diện. Có lẽ đó cũng chính là lý do khi chuẩn bị phỏng vấn Andy, Emily, trợ lý số 1 của Miranda đã nói: Miranda sacked the last two girls after only a few weeks. We need to find someone who can survive here. Do you understand? Yeah. Emily dùng từ survive, tồn tại, sống sót, một từ có lẽ chỉ dành cho những tình huống hết sức nguy hiểm. Riêng chi tiết này đã đủ cho ta thấy rằng công việc này cũng như một cuộc chiến sinh tồn căng thẳng trốn văn phòng, một điều mà những sinh viên vừa chân ướt chân ráo rời khỏi cổng trường đại học có lẽ chưa thể hình dung tới. Tuy nhiên, áp lực đi kèm với cơ hội, Andy cũng chạm tay được vào thế giới xa xỉ mà trước đó có lẽ cô chưa bao giờ mơ đến. Cô ngày càng tự tin và xinh đẹp hơn, để rồi cảm giác hào nhoáng này cũng như một cơn say. Khi hương vị của nó bắt đầu lan tỏa, Andy đã nhất thời quên mất mình là ai và mình thực sự muốn gì.
cô không còn thanh thuần hoàn toàn như trước khi bước vào runway, khi một cách vô tình cô đã phải làm tổn thương người khác để có được vị trí tốt. I couldn't do what you did to Nigel Miranda. I couldn't do something like that. But you already did. Bị cuốn vào vòng xoáy công việc, Andy nỗ lực để chạy theo sếp mình và dần dần không đủ thời gian để chăm chút cho một Andy của quá khứ nữa. Đó là lý do dù không hề muốn, nhưng cô dần xa cách với cuộc sống cũ, với hội bạn thân và anh bạn trai. Thế nhưng cá nhân mình cho rằng đây là một sự xa cách khó lòng tránh khỏi và cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho nhân vật của chúng ta khi Andy và hội bạn của mình đang có phần trưởng thành lệch nhịp. Trong khi Andy ngày càng tiến bộ và ít nhiều có được sự công nhận, hiểu được những vòng xoáy phức tạp của cuộc sống mưu sinh và những ganh đua trong sự nghiệp, thay vì mừng cho cô và nỗ lực nhiều hơn nữa cho mình, người yêu và những người bạn thân lại có xu hướng cản trở cô, cho rằng cô thay đổi, biến chất. Rõ ràng mâu thuẫn giữa cô và người yêu không đến từ việc anh mong muốn những điều tốt đẹp đến với cô, mà chủ yếu đến từ tâm lý tự ti của người đàn ông khi có cảm giác người phụ nữ của mình sắp vượt mặt mình và không còn cùng cấp độ với mình nữa. Trên con đường chạm ngõ với thế giới xa xỉ, Andy cũng có một sai lầm về đạo đức khi trải qua cơn say tình chóng vánh và một đêm sai lầm với người khác ngoài người mình yêu. Riêng chuyện này thì thực sự ta không có lý do gì để biện hộ hay thông cảm cho cô cả. Ta không rõ Andy thực sự vì rung động mà làm vậy hay vì trong sâu thẳm cô có suy nghĩ cần giữ mối quan hệ với người này để có được những cơ hội thăng tiến tiếp theo trong sự nghiệp viết lách. Dù vì điều gì đi chăng nữa, Andy cũng đã đánh rơi tự trọng của bản thân và tự mình làm tổn hại giá trị của chính mình. Sự xuất hiện của những cám dỗ cũng sẽ là điều mà nhiều người trẻ cần phải rèn cho mình tinh thần thép để chiến thắng được những mật ngọt có thể làm cho ta ngây ngất nhất thời. Trên hành trình vươn tới cái đích mà bạn muốn, bạn sẽ phải làm nhiều việc khác. Việc nên làm, việc cần làm, đôi khi là những việc bạn không hề muốn làm để tự tôi luyện bản thân dạn dĩ hơn. Nhưng đừng vì vậy mà quên mất mục tiêu thực sự của mình. Cũng đừng vì vậy mà đánh đổi cả giá trị bản thân. Vì suy cho cùng, theo mình, giá trị của bạn là tài sản tinh thần quý báu nhất mà bạn sở hữu. Một khi bạn đánh mất điều đó, bạn sẽ chẳng còn lại gì. I see a great deal of myself in you. Sau khi chứng kiến những nỗ lực của cô gái trẻ, một lần hiếm hoi trong đời, Miranda phải công nhận rằng có những người giống mình và khẳng định Andy có đủ tố chất để vươn tới cuộc sống mà bà đang có. Nhưng thay vì niềm vui trước lời khen đến từ sếp, Andy lại sợ hãi khi chính cô là người biết Miranda đã đánh đổi những điều gì cho vị trí này. Cũng biết rằng bà sẵn sàng làm tổn thương những người thân cận mình ra sao. Khi cần một bậc cầu thang để dẫm lên đi tới đỉnh cao hơn, Miranda sẽ làm ngay lập tức. Andy bối rối cho rằng mình không cố tình giống bà, không hề làm tổn thương hay chà đạp lên Emily để có cơ hội tốt hơn. Nhưng sự phủ nhận yếu ớt, tôi không có sự lựa chọn, chỉ là một lời biện hộ của Andy mà thôi. Không thực sự đưa ra lựa chọn cũng là một sự lựa chọn. Để cho mọi thứ tự nhiên cũng là một sự lựa chọn. Mọi quyết định dù nhỏ của bạn trong đời đều sẽ tác động lớn đến việc bạn sẽ trở thành ai, một người như thế nào. Hiểu ra điều đó, nên Andy lúc này không thể nhu nhược phó mặc mọi thứ cho dòng đời được nữa. Cô đã đứng dậy đưa ra một lựa chọn mạnh mẽ của riêng mình. Rời khỏi khung cảnh xa hoa náo nhiệt ấy, vứt đi chiếc điện thoại liên lạc với vị sếp mà cô đã từng có lúc tôn sùng chạy theo mọi yêu cầu quái gở nhất. Vẫn là bộ cánh lộng lẫy, nhưng cuối cùng Andy đã có thể mỉm cười tươi tắn như xưa. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là ta gạt đi hoàn toàn những gì mà Andy đã có sau khoảng thời gian làm việc cho Miranda. Dù rất nhiều bực bội và bất mãn, nhưng cuối cùng Andy không bước chân theo con đường mà Miranda đã đi. Nhưng không thể phủ nhận, chính áp lực làm việc của một vị sếp độc tài, nghiêm khắc đã giúp Andy ngày càng chủ động hơn, nhanh nhẹn hơn, biết mình phải làm gì hơn. Đó là những điều mà không sách vở và nhà trường nào dạy được ta một cách hoàn thiện. Cũng nhờ công việc này mà Andy nhận ra thời trang không phải là một điều phù phiếm vô nghĩa như cô từng nghĩ. Ta mặc đẹp đâu phải vì ta muốn thể hiện hay khoe khoang điều gì đó. Mục đích lớn nhất của việc mặc đẹp là làm cho chính bản thân bạn tự tin hơn với những gì mình có, là để ta học cách tôn trọng mình và tôn trọng chính môi trường làm việc mà mình đang cống hiến. Bước ra khỏi trải nghiệm đáng nhớ này, Andy đã khác biệt và trưởng thành hơn từ ngoại hình đến cách suy nghĩ. Cô không quay trở lại là cô gái quê mùa xuê xòa như trước. Cô cũng không đánh mất đi hoàn toàn sự trong sáng thiện lương của mình. Như Runway và Miranda, cô hiểu rõ bản thân hơn và có được cho mình những sự lựa chọn mạnh mẽ hơn. Tin rằng đây là một cơ hội đáng quý mà không phải ai cũng có may mắn được trải nghiệm. Một tác phẩm ngập tràn đồ hiệu, nhưng đương nhiên không phải chỉ với mục đích đem tới những thước phim mãn nhãn mà mình nghĩ rằng Prada hay bất cứ cái tên xa xỉ nào xuất hiện trong câu chuyện này đều mang tính tượng trưng. Nhà làm phim đã khéo léo sử dụng đồ hiệu như một biểu tượng cho cuộc sống xa hoa, sang trọng, đẳng cấp, lộng lẫy mà bất cứ ai cũng tò mò và có thể một lần khao khát hướng tới.
khoác lên mình những bộ cánh đắt đỏ, đeo những chiếc túi và những đôi giày có 102 từ các nhãn hàng đình đám. Đồng nghĩa với việc ta có quyền tự tin sải bước đến bất cứ đâu và cuộc sống của ta đang ổn đến mức nào. Có ai mà không từng mơ ước về hình ảnh như thế? Nhân vật Miranda đem tới cho ta một hình mẫu mà hàng triệu cô gái trẻ khao khát. Xinh đẹp, quyền lực, giàu có, nổi tiếng, bà có mọi điều kiện cần của một cuộc sống bậc nhất. Bà có quyền tin rằng bất cứ ai cũng mong muốn cuộc sống mà bà đang có. I mean, what if I don't want to live the way you live? Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Nhưng suy cho cùng, đồ hiệu vẫn chỉ là tấm áo bên ngoài, là phụ kiện ngoài thân mà khi bước về với đời sống riêng tư của mình, bạn cần lột trần tất cả để đối diện với bản ngã cô đơn, mong manh, yếu đuối như bất cứ ai. Miranda nghĩ rằng mọi người đều khao khát cuộc sống này, nhưng cuối cùng Andy đã không lựa chọn như thế. Bởi lẽ điều kiện cần ấy chỉ là cơ sở cho một cuộc sống xa hoa hào nhoáng, chứ chưa chắc đã là điều kiện đủ để tạo nên hạnh phúc thực sự bền lâu. Miranda kêu ra trước mặt công chúng, luôn phải cố gắng mưu tính để trụ vững với vị trí của mình trước sự nhòm ngó của bao người. Bà không có thời gian cho con cái, cho gia đình. Bà liên tục ly hôn vì không người chồng nào có thể chịu đựng cuộc sống thiếu đi tình yêu, vì vợ quá bận rộn với những cuộc tranh giành quyền lực và đấu đá ngôi vị. Thực ra, Miranda không sai khi xét theo góc nhìn cá nhân của bà, vì không có câu chuyện đúng sai trong lựa chọn riêng của mỗi người. Đơn giản, đó là điều mà Miranda chấp nhận đánh đổi, còn Andy thì không. Tựa phim được dịch ra tiếng Việt là Yêu Nữ Hàng Hiệu, một nhan đề thú vị, hấp dẫn, nhưng có lẽ từ sát hơn cả mà tác phẩm dùng để gọi Miranda phải là Devil, ác quỷ mới đúng. Để trở thành một người mà triệu người tôn sùng, Miranda đã phải trở thành ác quỷ và lựa chọn sống khắc nghiệt, độc tài, vô tâm, sẵn sàng chà đạp và làm tổn thương người khác, miễn là đạt được mục đích của bản thân. Bà thao túng tâm lý của nhân viên cấp dưới, bà biến những cô trợ lý trở thành những kẻ không còn cái tôi, chỉ còn khao khát phục vụ bà bằng mọi giá để được trọng dụng. Kể cả khi phản bội lại lòng tin của một người đã đồng hành cùng mình suốt 15 năm, Miranda vẫn không có một chút sự ăn năn nào ngoài cảm giác đắc ý của người chiến thắng. Đằng sau những thành công lớn lao luôn đi kèm với một cái giá đắt đỏ. Và câu chuyện của Miranda một lần nữa khẳng định cho chúng ta điều đó. Không có sự hoàn hảo với một viễn cảnh ta có trong tay mọi thứ ở mức tuyệt đỉnh. Khi bạn đẩy một điều lên mức tuyệt đối trong thang đo của mình, đồng nghĩa với việc nhiều thứ khác sẽ thậm chí bị gạt bỏ đi để bạn đủ sức chinh phục đỉnh cao mà bạn đã chọn. Có lẽ ai cũng thích đồ hiệu, nhưng không phải ai cũng chọn lựa hào quang đó để rồi đánh mất những điều khác trong cuộc đời. Quan trọng là bạn sẽ lựa chọn điều gì và sẽ quyết tâm đến nhường nào cho sự lựa chọn của mình mà thôi. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.